VTC News cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất cho ngày 15 tháng 10 và sáng 16 tháng 10, bao gồm lịch thi đấu vòng loại Euro 2024, giao hữu quốc tế và các giải vô địch quốc gia trên khắp thế giới. Trong đó, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Na Uy trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Dưới đây là chi tiết lịch thi đấu: 15/10 20 giờ, Georgia vs Cyprus 23 giờ, CSF vs quần đảo Faroe 23 giờ, Thụy Sĩ vs Belarus 16/11 giờ 45, Na Uy vs Tây Ban Nha 1 giờ 45, Romania vs Andorra 1 giờ 45, Kosovo vs Israel 1 giờ 45, Wales vs Croatia 1 giờ 45, Ba Lan vs Moldova 1 giờ 45, Thổ Nhĩ Kỳ vs Latvia. Lịch thi đấu CONCACAF Nation League ngày 15 tháng 10 và 16/10, 2:30, Guadeloupe vs Saint Lucia 6 giờ, St. Kitts and Nevis vs Sima 7 giờ, Haiti vs Jamaica 7 giờ, Honduras vs Cuba 7 giờ, Suriname vs Grenada. Lịch thi đấu hạng 2 Tây Ban Nha ngày 15 tháng 10, 19 giờ, Burgos CF vs Villarreal B 21:15, FC Andorra vs Alcorcón 21:15, Club Deportivo Eldén vs Elche 23:30, Eibar vs Huesca 23:30, Ligue 1 vs SD Amorebieta. Lịch thi đấu giao hữu ngày 15 tháng 10, 14 giờ, Kyrgyzstan vs Philippines. Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Nhật Bản ngày 15 tháng 10, 13 giờ, Nagoya Grampus 8 vs Avispa Fukuoka 15 giờ, Urawa Red Diamond vs Yokohama F. Marinos. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Cameroon ngày 15 tháng 10, 21 giờ, Union Dola vs Bambuto 21:30, Gazel vs Canon Sportif. Lịch thi đấu hạng 2 Trung Quốc ngày 15 tháng 10, 14 giờ, OC Ugu FC vs Shenyang Urban FC 14 giờ, Yanbian Longding vs Guangxi Baoyin 18:30, Dongguan United vs Sichuan Junior 18:30, Shanghai Jiading vs Shijiazhuang Gongfu. Lịch thi đấu hạng 2 Croatia ngày 15 tháng 10, 20 giờ, SNK Orion 1919 vs NK Dugopolie. Lịch thi đấu hạng 2 Ireland ngày 15 tháng 10, 21 giờ, Wexford FC vs Kobe Heart Rambler. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Argentina ngày 15 tháng 10,